Nhà thuốc cho mình hỏi là mình bị xuất tinh sớm thì mình có thể sử dụng rễ cây mú tình ngâm rượu thì có điều trị được hay không ạ? Chào bạn, rễ cây mú tình là bộ phận mọc phía dưới mặt đất của cây mú tình. Đây là một vị thuốc dân gian và được sử dụng theo kinh nghiệm của người dân tộc miền núi phía Tây Bắc nước ta, với công dụng chính là giúp tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới, giúp bổ thận tráng dương, điều trị chứng xuất tinh sớm và cải thiện tình trạng di mộng tinh. Cách dùng rễ mú tình phổ biến nhất hiện nay đó là đem ngâm rượu, và đây là cách dùng phát huy tối đa hiệu quả bổ thận tráng dương và điều trị chứng xuất tinh sớm của vị thuốc này. Trường hợp của bạn thì bạn có thể ngâm một bình rượu mú tình uống thì sẽ có hiệu quả rất là tốt bạn nhé. Bạn hãy ngâm uống hàng ngày và nên uống trong mỗi bữa ăn để phát huy tối đa hiệu quả của vị thuốc. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.